mốc lớn là loài vật nuôi có giá trị kinh tế rất cao. Chính vì vậy, việc lựa chọn con giống là bước khởi đầu cực kỳ quan trọng. Do đây là vật nuôi mới nên chưa có tài liệu hướng dẫn nào về cách chọn giống. Cho nên trong thời gian qua, một số bà con đã gặp những thiệt hại không đáng có. Trong video này, Nông Lâm.net sẽ cùng anh Lê Văn Lâm ở Hợp tác xã Nhân Giống và Bảo tồn Động vật Thái Nguyên chia sẻ cho bà con những kinh nghiệm chọn giống chuẩn mốc chuẩn, đạt hiệu quả cao và hơn hết là hạn chế những hao hụt không đáng có. Đây sẽ là video rất hữu ích cho những ai đang muốn khởi nghiệp từ loài động vật hoang dã này. Quý vị đừng bỏ qua. Ngoài những tiêu chí chọn giống cơ bản như mắt sáng, đi lại nhanh nhẹn, lông mượt, không bị dị tật, theo anh Lâm còn có 3 tiêu chí rất quan trọng mà bà con muốn chăn nuôi cần quan tâm đến khi chọn mua chuẩn mốc lớn giống. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu từng tiêu chí một. Thứ nhất là chuẩn giống cần được tiêm vaccine phòng bệnh. Anh Lâm cho biết, để biết chuẩn có được tiêm vaccine hay không, thì bà con yêu cầu chủ trại cung cấp tem mã vaccine ở lọ vaccine đã được tiêm và quét mã ở tem đó để kiểm tra. Nếu có thông tin thì là vaccine thật và ngược lại là không. Khi bà con đến một cái đơn vị nào mua cầy giống và chúng ta sẽ phải nghiên cứu kỹ là cái con cầy của họ đã được tiêm vaccine chưa, đã phòng bệnh chưa trước khi chúng ta mang về trại chúng ta nuôi. Thì chủ trại có thể là họ đã báo họ tiêm rồi, nhưng mà lấy cái căn cứ gì để mà tiêm? Thì mỗi một cái nhà sản xuất vaccine thì thường thường họ sẽ có hai chai, sẽ có hai cái chai này và mỗi một chai sẽ có một cái tem. Thì chúng ta sẽ phải dán cái tem này vào đây và đầy đủ hai cái tem này. Hai cái tem này, nếu mà mọi người biết dùng điện thoại thông minh chỉ cần check một cái là nó sẽ ra ngày sản xuất vaccine này và cái này được chứng nhận hay không, vaccine nhập hay là vaccine nội. Đấy chính là cái tiêu chuẩn để chúng ta đi mua giống. Bà con lưu ý nhé, mỗi một con cầy sẽ được tiêm 3 mũi vaccine và 3 mũi này sẽ cách nhau 21 ngày. Thì thường thường là đây là mũi đầu thì chúng tôi sẽ ghi đây, đây ngày này và sẽ được chủ tịch hợp tác xã là đóng dấu vào đây, là cái chứng chỉ này sẽ đi theo cái con cầy này. Đấy. Và khi mà cái con cầy này ấy, và ví dụ như bà con tôi bảo là cái con cầy này mới tiêm được 2 mũi vaccine còn 1 mũi nữa thì bà con có thể là về chúng tôi sẽ chỉ cái vaccine đấy cho bà con tiêm, hoặc là có những con cầy được 3 mũi rồi thì bà con sẽ bắt về. Khi mà bà con đến một đơn vị mà mua giống thì nó phải có một cái quyển sổ kèm theo một con cầy, và cái con cầy đấy nó được tiêm vaccine ngày bao nhiêu và nó đã ngừa được bệnh hay chưa thì chúng ta hãy mua. Còn những cái con cầy, dù là cầy thuần, cầy nhà hay cầy rừng, thì khi mà chưa được phòng bệnh thì con gì cũng ốm, nên chúng ta phải lưu ý cái việc đấy. Khi được hỏi tại sao bà con cần mua giống chồn đã được tiêm vaccine, anh Lâm cho biết, mặc dù chồn mốc lớn là loài động vật hoang dã, có sức đề kháng cao, tuy nhiên khi nuôi thuần với quy mô lớn thì có thể vẫn bị hai bệnh, đó là bệnh viêm ruột và đường ruột truyền nhiễm. Hai bệnh này rất khó chữa. Đối với những chồn đã được tiêm vaccine sẽ phòng được hai bệnh đó. Chính vì vậy, bà con chỉ chọn mua những con chồn đã được tiêm vaccine. Con cầy có bệnh gì và cách khắc phục nó như thế nào? Và thứ nhất là chúng ta như thế này, hôm nay tôi sẽ giải trình cái bao quát. Thứ nhất là con cầy nó có hai loại bệnh. Một là bệnh truyền nhiễm, tức là đường ruột truyền nhiễm. Và thứ hai nữa là bệnh viêm ruột ở dạng thường. Thế thì hai cái bệnh này chúng ta có chữa được không? Tôi khẳng định là chữa được, nhưng bệnh truyền nhiễm là không chữa được. Và chữa được thì xác suất nó thành công là khoảng tầm 40%, tức là gần như chúng ta chữa hai con cầy thì chỉ có một con khỏi. Chính vì thế mà chúng ta có một cái biện pháp nữa, đấy là tiêm vaccine và chúng ta tiêm định kỳ. Thứ nhất này, nó sẽ ngừa được bệnh truyền nhiễm. Thứ hai là ngừa được các loại bệnh đường ruột. Và thứ ba nữa là khi ví dụ chúng ta có một nguồn lây bệnh nào ở bên ngoài, lợn, gà này, nhất là chó, nhà chúng ta hay nuôi chó, thì cái bệnh đường ruột của con chó nó sẽ hay lây sang con cầy. Đấy. Và chúng ta có thể là mua một cái nguồn cầy khác từ trại khác về, nhưng chuồng chúng ta đã được tiêm vaccine rồi, thì khi mà ví dụ mà trường hợp nó đen đuổi xảy ra
ở cái trại khác nó bị bệnh và đem sang trại mình về nhốt cùng với trại mình thì nó sẽ không bị lây bệnh nữa. Nó chỉ chết những cái cá thể mà ở trại khác thôi. Hoặc là có những trường hợp như thế này, ngay cái chuồng bên này chúng tôi chưa tiêm mà nó bị bệnh thì cái chuồng bên này nó sẽ gần như là không lây bệnh vì sức đề kháng nó đã có rồi, kháng thể trên trong tế bào nó đã có rồi. Đấy. Theo cái phản ánh của bà con nông dân ấy thì là chúng tôi ghi nhận rất nhiều cái trường hợp là bà con đến các trại mua cầy giống nhưng chưa bao giờ biết là vaccine nó là cái gì, chưa bao giờ biết là con cầy này nó những bệnh gì và chưa bao giờ bà con có thể biết là những cái bệnh đấy có dễ chữa hay không, mà chỉ nghe người ta tư vấn là không có bệnh, không có con gì không có bệnh. Nhưng khi mà chúng tôi đã sử dụng những cái biện pháp như thế này thì gần như chúng ta không phải bị thiệt hại nữa. Xem đến đây, chắc hẳn nhiều bà con sẽ thắc mắc liệu tiêm vaccine có làm giả được không? Hãy xem tiếp video để có câu trả lời. Thưa bà con, tại làm sao cái tiêm vaccine không thể làm giả được? Vì mỗi một cái chai vaccine nó có đúng một mã riêng duy nhất và chúng ta có thể lấy điện thoại chúng ta check trực tiếp vào cái mã đấy và nó sẽ ra là cái chai này sản xuất ở đâu, ngày bao nhiêu và cái chai này cấp đến tỉnh nào, huyện nào của Việt Nam đều có hết ở trong hệ thống. Thì đây, khi mà cái ngày, ví dụ ngày hôm nay tôi tiêm này, ngày 25 tháng 1 năm 2022 này, thì cái tem chứng nhận này là hai tem, hai loại vaccine tiêm cùng một ngày thì chúng tôi đây, dán vào đây. Bà con chỉ cần lấy điện thoại check một cái là ra và chúng ta sẽ không làm giả được cái này và không thể in ấn ở đâu được. Nó ngoại trừ chúng ta tiêm xong chúng ta bóc cái mác cái chai dán vào. Đấy chính là cái tem chứng nhận của cái vaccine. Tiêu chí chọn giống quan trọng thứ hai là bà con phải đến trực tiếp trại theo dõi chồn trước khi mua, đặc biệt là quan sát phân của chồn. Cụ thể, cách quan sát theo dõi anh Lâm chia sẻ ngay sau đây. Với cương vị là một chủ doanh nghiệp và một người chăn nuôi thì tôi có một cái lời khuyên cho bà con có ý định chăn nuôi cái con cầy mốc như thế này. Trước khi chúng ta có ý định đến ngày mai bắt giống thì chúng ta phải đến trực tiếp xin ở lại cái trang trại đấy và chúng ta phải kiểm nghiệm xem con cầy chúng ta bắt nó có mạnh khỏe mạnh hay không bằng những cái kiến thức như sau tôi chia sẻ cho bà con. Thứ nhất là con cầy này đã tiêm vaccine hay chưa, tiêm mấy mũi, có tem hay không, ngày bao nhiêu tiêm. Cái tiếp theo là nó ăn cái bát của nó có sạch hay không, tôi trực tiếp lấy luôn là cái bát của nó ăn có hết hay không. Đấy chính là cái quan trọng. Và cái tiếp theo đấy là phân của con cầy. Đây, phân của con cầy nó khỏe mạnh hay không là do cái phân này nhá. Phân nó có nhão hay không, nó có tiêu chảy hay không. Đấy, chính vì thế chúng ta phải yêu cầu chủ trại. Tôi chọn cái con cầy này rồi, chủ trại sáng ra không được dọn phân, không được đụng gì cả, để tôi xem con cầy tôi hiện tượng nó có khỏe mạnh hay không. Và khi chúng ta ra về chúng ta phải có một cái ý kiến nữa, chúng ta yêu cầu chủ trại cấp cho chúng ta cái giấy tờ vaccine này về để chúng ta biết đường là chúng ta chủ trại tiêm ngày bao nhiêu để 6 tháng sau chúng ta nhắc lại. Hoặc là chúng ta chủ trại mới tiêm một mũi chúng ta phải 21 ngày nhắc lại một mũi đến hai mũi nữa. Tiêu chí cuối cùng là bà con chỉ chọn mua con giống ở những trại có nguồn gốc xuất xứ. Bà con yêu cầu chủ trại cung cấp giấy kiểm kê lâm sản ngay tại thời điểm mua và trên giấy đó có đầy đủ chữ ký, được đóng dấu đỏ, tránh chọn mua những trại không có giấy tờ hay hẹn giao giấy tờ sau hoặc có giấy tờ nhưng chỉ là giấy photo không có dấu đỏ. Bởi hiện nay, chăn nuôi chồn cần đăng ký giấy phép chăn nuôi, do đó khi có giấy nguồn gốc thì sẽ dễ dàng đăng ký giấy phép chăn nuôi tại địa phương cũng như không bị bắt giữ trong quá trình vận chuyển con giống về trại của mình. Khi mà mua giống ở đâu, chúng ta phải trực tiếp yêu cầu cái trang trại đấy xuất giấy tờ trực tiếp trong cái lúc mình mua giống. Tức là trực tiếp xuất cái giấy tờ kiểm lâm. Đấy là giấy tờ cơ bản để chúng ta đi đường. Nếu chúng ta mà không có cái giấy tờ đấy, thứ nhất là rủi ro như thế này này. Đi ở trên đường chúng ta sẽ gặp rắc rối khi mà cơ quan chức năng dừng xe mà không có cái này chúng ta cũng không thể đi được. Thứ hai nữa là tất cả những cái trang trại bây giờ đang hoạt động theo tôi biết ở ngoài miền Bắc này thì là khi bà con đến bắt giống hầu như là 90% không có giấy tờ xuất cho bà con, mà
hứa hẹn là bà con về nuôi đi, mấy hôm nữa là tôi xuất giấy tờ cho đấy. Nhưng mà không có đâu nhá. Bà con cứ yên tâm là khoảng tầm 4 hôm nữa bà con, 3-4 hôm bà con gọi điện lên: alo anh ơi, xuất cho tôi giấy tờ ngay. Và anh ấy yêu cầu là chuyển cho tôi vài triệu tôi mới xuất giấy tờ cho bạn. Đấy là cái bây giờ đang xảy ra cái tình trạng như thế. Chính vì thế bà con phải có những cái lựa chọn nó sáng suốt và những yêu cầu của chủ trại để chúng ta có những cái giấy tờ pháp lý để chúng ta chăn nuôi. Dù làm kinh tế nó lợi nhuận cao nhưng mà phải làm đúng pháp luật. Đấy là những cái gì mà trang trại chúng tôi luôn khuyên bà con. Đấy. Như vậy là bà con đã biết cách chọn giống chồn sao cho đạt hiệu quả. Nếu bà con có thêm tiêu chí nào nữa, hãy để lại ở phần bình luận của video. Nông Lâm.net xin cảm ơn anh Lê Văn Lâm và Hợp tác xã Nhân giống Bảo tồn Động vật Thái Nguyên đã chia sẻ những kinh nghiệm hay. Hiện tại, hợp tác xã của anh Lâm chuyên cung cấp chồn mốc giống, được tiêm vaccine đầy đủ và có bao tiêu đầu ra cho người chăn nuôi. Bà con nào có nhu cầu chăn nuôi, hãy đến trực tiếp hợp tác xã tại địa chỉ xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được đón tiếp, trao đổi và chia sẻ thêm. Khi mà bà con đến mua giống tại cơ sở của chúng tôi thì bà con sẽ được những cái rất là thuận lợi sau. Thứ nhất là vấn đề đầu ra, là hợp tác xã chúng tôi hiện bây giờ đang nhận bao tiêu lại cho cả những cái bà con ngày trước đã bắt giống của chúng tôi là giá nó trên dưới 2 triệu đồng một cân. Đấy. Và chúng tôi bao tiêu quanh năm và mỗi một năm chúng tôi sẽ chia thành 2 quý hoặc 3 quý để mua cho bà con. Nhiều thì nhân viên của chúng tôi trực tiếp đến trang trại của các bạn để lấy về. Hai là các bạn ít thì các bạn sẽ có những cái phương pháp là gửi hàng ra cho hợp tác xã. Và cái đặc biệt nữa là khi bà con mua giống tại hợp tác xã sẽ đều có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng của chi cục kiểm lâm huyện. Và những cái giấy tờ đấy chính là cái căn bản nhất để bà con mang về đăng ký chăn nuôi và tránh những cái trường hợp nó không hay xảy ra trong cái việc là đăng ký.